ngày 3 tháng 3 năm 2015, tại Khách sạn Công đoàn Việt Nam, Tổng cục Du lịch đã tổ chức lễ khai giảng, lớp tập huấn nghiệp vụ phục vụ sự kiện Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132, IPU 132, cho trưởng các bộ phận và nhân viên các khách sạn được lựa chọn tiếp đón đại biểu, khách mời của IPU 132 và đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch cho IPU 132. Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm chuẩn bị đầy đủ nhân lực và cơ sở vật chất, sẵn sàng phục vụ IPU 132 trong mọi tình huống và đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đại biểu và khách mời. Lễ khai giảng có sự hiện diện của trưởng ban tổng hợp nghiên cứu, Cục Lễ tân Nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao Trần Dũng, Phó ban thư ký quốc gia IPU 132 Lý Đức Trung, Phó vụ trưởng vụ trách vụ khách sạn Tổng cục Du lịch Vũ Văn Thanh, Phó vụ trưởng vụ lữ hành Tổng cục Du lịch Nguyễn Anh Tuấn, đại diện cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hà Nội cùng hơn 170 học viên. Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, ông Vũ Văn Thanh nhấn mạnh IPU 132 là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Việt Nam đăng cai tổ chức. Việc tổ chức thành công IPU 132 sẽ nâng cao hơn nữa vai trò, uy tín của Quốc hội Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Thế giới, đồng thời thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế. Do đó, bên cạnh việc đảm bảo an ninh an toàn cho IPU 132, công tác lễ tân tổ chức cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tổ chức thành công sự kiện. Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 3 năm 2015, bao gồm 4 chuyên đề: công tác lễ tân phục vụ, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác an ninh an toàn. Thông qua các buổi tập huấn, toàn thể học viên sẽ được cung cấp thông tin tổng quan về IPU 132, các quy định, quy chế, phương châm phục vụ các đoàn tham dự, các đầu mối thông tin, các địa điểm có liên quan và nhiều thông tin quan trọng khác.